nhớ rằng ý chung phong ý sửa đời nó cũng hợp đặc là thật sao ý chân tông là hùa chân tông xì khó mua này nó cú chú bảo tiền mua bị chung bê à tức là tập bê này thì hùa chân tông xì khó mua này nó cho nó này cú ý chân tông xì thế nào cú xì cho linh tập và chỉ cho mấy thế vậy thì khai sơn thì chân tông chế chỉ cũng mà lấy là mua bị chung tập cá vậy thì cú là bị sao này người tu tiên chỉ vấn đề thật thay khỏi nó chế nên cho tao nó nhập cho tao để chân tông được nó nếu cái chân tông lo lên chế búa là lo được tao nữa cho nên cho tao thì nó mà dễ cho chua thảo dù mất cháu tao là mà nữa muốn chỉ sẽ chỉ chờ nó nhập sẽ cú lưu nữa vậy thì mất cháu hấu nó chế nhờ dễ cho chua và rung cho là một trò dù chế cũng mất rơ còn nó mà rung hành cho xin anh nhập cho xin anh và chỉ chua mất rơ lợn nè là giờ thì giờ đi dù chị là dù chị sẽ năng để chị xuống mua nè là muốn cho là cho hầu chị và cho dù cho các một số thì cho cả sàn cho phân nhẹ ok thì nó nè hoàn toàn nên chọn tông rồi chọn cây để chọn tông đó nó giờ giờ thì muốn cho nó chị này cô muốn chị sẽ cho theo để xem mà muốn cho hầu nó chị bây giờ chua và nếu là một công việc dù cho tha nên cho hỏi rút chế là còn những sĩ dịnh nè thế chỉ ta lý sư là nếu quá trình mù vừa có dù cho phí là tìm môn dù cho phí nên cho hỏi rút chế nên tạo nè sư lý phí là tê chua và giờ lý tê chua lọ thế này ạ tê chua lọ tê chua dạng này nè tê chua lọ chua cầu thế này chỉ nếu một bình sư là nếu mù dù cho nó tạo là mù nó mà cho cua như cho hậu chấm blong hậu non này à dễ cho chua lọ này cho chua lọ chỉ trồng kia đi giờ thì dùng mất trồng ấy mất chuối chấm blong là trồng ấy mất cho cua hậu chỉ tạo là mù là hậu chỉ dễ cho chua lọ hiện tại sự đời tao bao giờ khó nói thế giờ tao giờ tao lên thứ mua là chỉ tao sai thế giờ trả thêm nhiều giàu chỉ bao là muốn no là thì mua cho là bồi trả nè họ cho cha nói vậy thì mỗi cho là một cháu hậu nó chỉ nếu cho chua và chỉ cho là một kho chân anh ông cụ ông nội ông bà thì đó nè họ mẹ giàu là cụ giống dạng cầu họ cho tớ hiện tại chọn tông nó là cụ bố lên giống dạng cầu á giờ thì mỗi cho là cháu hậu nó chỉ nên một cái sự kho tàu tù mó và mó ông cụ ông nội ông bà lên nó nè họ tớ nên chọn blong từ nó chỉ giờ thì dùng một chồng một tủa có một mò ấy dùng một cho là một sủa trừ tê xuống cho tê nó này ạ chỉ nên uống cho chua và chỉ cho là một kho rồi chân cho dùng một mò xuống rồi mò lên được tê chắc cứ tới thế cho giờ đi dùng lon chư mò ta hầu lon chư sân chư lên tới lo cú cú giống dạng cầu á đây nó cho cha này nó giờ thì mò cho là một cháu hầu nếu có chỉ như cho chua ở xí cho là một tua tê cho na như cho hỏi tê pla thì đặt tại của chơi thế nè họ giờ thì chịu ơi nó chỉ xí chấm lông cho là một chồng cầu nên lư chỉ mất chu cho qua tại là một hầu nếu cứ như cho chua ở xí cho là một tua cho na thế tất nhiên cho căn chồng giờ phải nói mà non tàu xí tàu nè hay cho chấm lông là nó vì nếu cho chua phí rồi cho chua lọ xứ chị thì non tàu thôi là chị và cho dù dù một tên mình theo đó chị chủ non mình mê xưa vậy thế là chị một tên mình cho dù giờ chốt từ như chị cho là một tua cha tua nên nó chị non tàu chị dù cơ và cầu sư dư này nè như này chủ đề tập bao cho khỏi nó đời này chọn tông mà nó này ạ chọn tông là nó cuối giờ chốt ở chị cho là một số ấy lúc trậu thế họ khỏi lúc trọc khỏi nó mà giờ lần đầu tiên dạo ở nhà đi dù kể cho gì tên tàu nè cho gì xuống câu cho gì đất đa là giờ thì cho gì lê lê tên tàu nè thì em mua y khó dùng cầu lưu trị chỉnh như lúc plan tàu nó rõ nó mỏi cho tàu là giờ thì cho chạp plan tàu nè chỉ mua cho tàu là giờ thì chọn tông tàu nó nè mua cho là một chỗ hậu rồi nó chỉ là cuối ba tàu cho mỏ thật là lần nó thế sau nó lại lo đi tu cá để tu tông để nó cứ chỉnh dùng cho một sĩ trâu khó rồi cho tê khó xa thế này tê khó xa chia bỏ để tê lúc khó xa và nương
其中了那要诶，你擦的，你要等你摸摸，我的脸头，就摸着动了咯，就那么好白照，就你我照着好擦的咯，你容晒那种晒天，你我照个如何擦的咯，快呀你咯，好的那叫倒的咯，我要一家出二十，就那么靠着得好擦路，有得好擦诶，这里路这里包的那要。擦的哦，裂缝的那呢，也得是树林的，我打打了打，那就没就打了，就那么炒作，那得炒哎，么才个都用照着好不？我也那就我照着好擦的用的，那炒的那那叫冻的那，有么叫么炒好，就整一下出啊，是叫那么靠着又高又高，用电炒啥，也那天呢。都那个烤肉，听到那样，节目叫那炒好有八道，炒那了每烤完，叫那老头称头了，蒸铁了，是叫那么一款做好做嘛，相对要点卤子的那，你每烤完，你每将包呀，一人包的，要点相对你包，一路打卤子，来个打卤子的能出名没？弟兄的菜刀底下有没得呢？那要得有没难刀呢？有没难刀？就我都得切了切切刀，炖那兄弟的红刀。我要得兄弟的卤子呢，看不呢？你们爱吃呀？你们爱全部卤子里那些兄弟，你要全部得难刀了呢？就可能要好给我叫老头。来时叫了门桌或桌贴，对呢，再来故事转动的那天呢，夜里还做转动的那块布，包着古么，叫了做这那水诶，头搞出来转机，只给那看见种水，头中到。